Thơm nhất hết cả mũi các bạn. Không biết là mấy bác thả bảo cái, không biết là món Việt Nam món gì mà nó thơm. Ok hello, chào các bạn. Ok hello, chào các bạn. Tên mà tên. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel Đông Bồn Đồ Vlog Cuộc Sống Tại Châu Phi. Để bắt đầu video xin các bạn cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký kênh Đông Bồn Đồ Vlog Cuộc Sống Châu Phi để ủng hộ mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay, cũng giúp đỡ nhiều ngày khác trên miền núi Châu Phi nha các bạn. Thì hôm nay anh em mình này lên quay trở lại trên công trình xây dựng của gia đình em Kazamen cắt đàn nhà nha các bạn. Và hôm nay mình lên bữa hôm qua là các bác cũng xây cũng được tương đối nhiều rồi, nhưng mình không quay được vì mình công việc bận quá, mình không quay được cho các bạn cùng xem. Thì hôm nay mình sẽ lên lại quay, tiếp tục quay quá trình làm việc của các bác thợ cũng như công trình xây dựng như thế nào này nhé các bạn. Và hôm nay mình cũng mua thêm đồ ăn, hôm nay mình cũng sẽ lên nấu một bữa cơm Việt Nam để cho các bác thợ xây thưởng thức nhé các bạn. Thì đồ mình cũng đã chuẩn bị rồi. Hôm nay mình mua đồ ăn các bạn. Đồ ăn rồi là đưa xoong nồi, rồi cơm rồi là... Hôm nay là nấu món cơm truyền thống của Việt Nam đó các bạn. Thịt kho. Đấy, mình cũng mua thịt để sẵn. Và cũng rửa sạch sẽ ở nhà rồi. À, tí lên thì chỉ việc thái ra nấu thôi. Đặt bát tô để tí lên ăn canh, vì là nấu cơm Việt Nam mình phải có thịt kho rồi có canh cho nó bài bản đấy các bạn. Ở trên này họ người dân họ nấu rau mình thấy là không ăn canh đâu. Hôm nay mình sẽ nấu canh thử xem mà phản ứng của họ ăn cơm Việt Nam mình thế nào. Thì các bác thợ thì chắc chắn là chưa ăn cơm Việt Nam bao giờ đấy các bạn. Thì bây giờ làm cho người Việt Nam thì mình muốn là sự tò mò cho nên các bác ăn cơm của mình nấu theo phong cách Việt Nam thì các bác ăn thế nào nhé các bạn, có thích không hay là thích ăn món của dân bên này. Thì tí nữa mình sẽ nấu. Hôm nay là thời gian là để cho hai đôi bạn trẻ đấy, mẹ em cắt ở nhà mấy bác trưởng thôn là có thời gian là nói chuyện với nhau tâm sự. Thì mình hôm nay sẽ đích thân vào bếp nhé các bạn. Đấy, đưa đồ lên hết này, này xoong nồi bát đĩa rồi nước mắm để đầy đủ hết các bạn. Đấy, dầu ăn tí qua thịt là phải bài bản. Để lên này, tí nấu cơm. Và đưa xong to này nên mới đủ 8 người ăn, 7 8 người ăn đấy các bạn. Đây này, vào đang công trình này các bạn. Đây thì bữa hôm qua các bác đã xây lên đến cửa rồi, nhưng mà mình bận quá mình không quay cho các bạn xem. Ở đâu hết rồi? À đằng sau. Quan đi ơi. Quan đi à? Các bác thợ hôm nay cũng xây bức này nhiều. Về bữa trước là mình dặn là tất cả là xây đến tầm cửa là để dừng lại cho mình để cho cứng cái tường này. Thì bữa sau để mình gác lanh tô cửa các bạn, lanh tô cửa chính cũng như lanh tô cửa phụ đấy các bạn. Thì hôm nay tí mình lên mình sẽ cân bằng ống nước và mình cũng nói các bác là gác luôn rồi cứ thế xây chồng lên. Vậy sao đây chị? Là chị yêu lê bà cát này trong hà rồi ta về cô vai pha ra cô mới đã Việt Nam mới ta ta về phi đi với cô mẹ ta về đi tu ta về đi tu áo là vô xe đâu cô mẹ chị. Hôm nay là để có thời gian cho hai anh chị là phụ các bác thợ xây để tâm sự riêng đó. Thế có hôm nay là gì? Đâu không? Đâu đâu qua có đâu con nghe, nó biết ai. Đa bê. À bố. Đúng vậy. Có cái gì? Ba đang đang ngô. Đi ra. Dạ. À. Dạ. 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 Đúng không? Dạ. Ừ, anh đi đề mua nào mua chủ. À. Đi vô ta bên con mà ra mang cái là pizza. Mua được weekend được phụ bà. Ta bao? Pizza. À. Đâu pizza kia ta mua được căng xe đồ. Dạ. Mua được căng xe đồ. Để vô con mà ra mang cái là pizza. À. Mua phải ra tiếp phụ bà. Dạ. Dạ.
bà đang ra ngô nấu ăn thì mình đang bảo bữa sau mình sẽ mua cái máy xay bột ngô để cho mọi người xay chứ. Cứ giã này mất rất nhiều lắm các bạn. Ngô cứng như này giã ăn. Ngô rất là cứng nha các bạn. Vì mình đợt này bận quá, nhiều việc quá. Chưa mua được. Chưa mua được máy. Bữa sau mình sẽ mua mình giúp. Để bôi qua mà đâu. Là đi ra mất đi kia là cái đám mùi. Thế là giã thế này mấy tiếng đồng hồ mới xong được mẻ ngô để nấu cựa thành bột lên ăn đấy các bạn. Vì không có tiền. Nói chung là dân này chuyên bán thì không có tiền gọi để nên đưa ngô lên thị trấn xay đấy. Vì vừa đi bộ với tầm hơn chục cây lên đến thành phố. Xay cũng mất tiền nữa thì công ấy họ toàn dân giã. Đã bằng phép ra số. Để bôi qua mà đâu. À quên. À quên, mình bảo bà này, trưa nay là mình lại nấu cơm Việt Nam cho bà ăn. À Phùng, để bôi ơ phát ra cô mì đá. Cô A Rốt, phát ra cô đi nhà cô mì đá Việt Nam này ta. Để bôi ơ phô, dùng của cô mẹ. Mình dặn bà trước là tí là mình nấu cơm Việt Nam. Hôm nay để cho hai bà phụ cùng như các bác thợ thưởng thức nha các bạn. Bây giờ sang bên công trình tí xem. Ok, xin cảm ơn tên của bạn ta vâng. Mình phải bạn các thằng nhà đang định chào tắt mình phải nói là chào từ đầu đến cuối đấy. Ta vâng. Ta bên thì bôi cô đi nha, cô mới đã bên tôi đủ cô mẹ á. Ta vâng. Ta vâng. Ta vâng. Ta vâng. Mình để đồ ăn ở đây đó, vào quay sơ qua bên trong cho các bạn xem tí nữa rồi mình sẽ đi nấu ăn. Ê, cửa mình để tầm này đấy các bạn, vì mình có lẽ chắc là tí mình gác lên sơ qua này được rồi. Vì mình bảo các bạn đã dậy, các bạn mình đã đợi mình đã đo cho các bác rồi mà các bạn, mình đã để tầm này với bên này cửa này, rồi mình cũng đã chuẩn bị sắt chống rồi hết rồi, tí mình gác anh tô nên là mình chống này để cho nó phải yếu cái thằng dầm cửa nhé các bạn. Nói chung là các bác thợ làm rất là mình cũng thấy rất là ưng ý, cũng cẩn thận giống tinh mình là ok các bạn. Rồi bênh vô đi tụi à cái này bên ta bên mỹ là massage này nó sẽ ngồi ta bên mỹ bên ta bảo bên đi bùa cái đây ta bảo bên à là nó ta bảo bên việt bơi đang nó phải làm rồi nó sẽ gặp bunit mạch các bác xây cũng rất là chuẩn đấy các bạn, này là như này là ok rồi. Ngày hôm nay để động viên tinh thần của các bác thợ cũng như mình tò mò một chút xem phản ứng ăn cơm của Việt Nam như thế nào thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị ít đồ nha các bạn để mình nấu ăn để tí mời tất cả mọi người với các bác thợ xây, chủ yếu là các bác thợ xây chắc là lần đầu tiên được ăn cơm Việt Nam để cho các bác này động lực làm việc cho tốt nha các bạn. Ta vâng, hoa nó vài con đi nhà được phải ra bây á. Ta vâng. Cửa đây mình cũng tính là nó không nhìn vào giữa cây gốc cây cổ thụ đâu nha các bạn, mình cũng né sang bên này đấy. Cái cây này nằm bên này. Là cửa này nó vẫn né ra được nhé, né gốc cây nhé. Mình cũng ngắm rồi, rất là nhiều bạn vào bảo là sợ là sau này cửa chính nhìn đối diện gốc cây to thì theo những cái ổ phong thủy Việt Nam mình thì không tốt. Nhưng mình thì cũng không biết gì về phong thủy đâu, nhưng mình cũng né luôn cái cây đây. Đấy. Còn bây giờ mình đi chuẩn bị đồ để nấu ăn nha các bạn. Nấu ăn thì các bác chọn. Nay rồi nấu chuẩn cơm Việt Nam đấy.
mình hôm nay đã chuẩn bị thịt nhé các bạn, rất là nhiều nhé. Mình cũng rửa sạch sẽ ở nhà rồi này, bây giờ mình đã đưa lên mình làm đồ và mình kho nhé các bạn, rang cũng được. Đi cô ta về. Ok. Vừa nấu ăn và hướng dẫn cả Mateo luôn các bạn, một công đôi ba việc luôn. Nấu muối từ gà này, nấu muối từ bì kèn. Ok. Đúng không? Đây là mua thịt này rất ngon này, nó gần như là ba chỉ đấy các bạn. Để tí mình rang thì có thịt, có lạc, có mỡ mới ngon. Còn đây là hành cũng như là tiêu và mì chính, đường. Đường thì tí mình thắng lên mình cho cái làm cái màu cho đẹp. Muối, nước mắm và dầu, đơn giản đấy thôi các bạn. Mateo, okay. Cốt nào? Đi hoàn đi em. Ok. Rồi làm hướng dẫn luôn cho em Mateo các bạn, các chị phải biết. Nó vừa đang để biết, nó biết quen rồi. Ở bên này họ không thái quen như này lắm đâu các bạn. Ok. 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 Ta bông. Ok. Vậy, mời cốt đây. Cốt đây. Cốt ta xong. À còn trong này thì mình còn đang có nồi cơm nữa nhé các bạn. Tao không? À, tao phụ một việc yêu mình sau này cũng tốt cho em thôi, cái gì cũng biết. À còn vào bên trong này anh em mình đang nấu cơm nhé các bạn. Này chuẩn cơm. Chảo là tí rang thịt. Này chuẩn cơm Việt Nam luôn. Chưa sôi. Hôm nay là nấu cơm bếp củi các bạn ạ. Không nấu cơm như người dân bên này đâu, không có hành không mỡ đâu, mình nấu cơm Việt Nam. Cơm bếp củi ăn với thịt kho đi. Nói chung là chắc là phải tuyệt vời đấy. Đấy rồi, đặt ra mình làm cho Mateo cho nhanh, tí là nấu cho luôn. Ok Mateo về. Cái này có tài, có tài kì. Ok. Ăn là ok. Có tài kì. Ê cùi à, về. Minh tú. Cùi à mùi rồi. Thì bên này thịt lợn bên này họ nuôi không có cám đấy các bạn, nên là thịt ngon lắm. Bây giờ là anh em mình rang thịt nhé các bạn. Để cơm này, cho cơm mà để bên cạnh này đang chín. Ôi chín hơi. Đây. Vẫn còn nửa. Mình nấu cơm Việt Nam. Và rang thịt xong là tí là nấu canh. Tao hành cái mình ra, ăn thịt. Đúng bài. Đây, người dân bên này toàn có lấy đá kê làm cái chỗ nấu ăn này các bạn. Hôm sau mình mà có thời gian mình hàn cái kiềng, mỗi nhà cái kiềng. Mình thấy rất nhiều bạn vào đó là làm kiềng ấy, nhưng mà anh em mình bận quá, mình chưa làm được ấy các bạn. Nhiều lắm muốn giúp, nếu mà để muốn giúp người dân như này thì nhiều cái muốn làm muốn giúp lắm. Nhưng mà quan trọng là cái thời gian để mà có thời gian để làm được hay không mới là quan trọng các bạn. Thơm nhất hết cả mũi các bạn. Không biết là mấy con thả bảo cái, không biết là món Việt Nam món gì mà nó thơm này. Chưa bấy. Chưa đập gì. Chưa đập bấy. À tuyệt vời. Abre.
Ở bên telephone này. Tôi về đi hết rồi. Marro. Amma la casa. Yesu Kristu simbenda. Mate. Cầm tiếp mà mình cũng đánh thăng bằng cũng như kê hết tất cả các cái xà qua cửa rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ lại tiếp tục đi nấu ăn để các bác thợ này cứ thế xây thôi, cứ căn làm sao cứ xây nên tí mình sẽ chống hết ra cửa như bên này chống để cho đảm bảo an toàn nha các bạn. Mình chống hết cái này vì mình sợ sau nó đè lên này còn bê tông còn yếu nha các bạn, nên là mình sẽ chống hết. Giờ thì các bác thợ xây lại tiếp tục làm việc, còn mình lại đi tiếp tục nấu ăn nha các bạn. Ok cho tất cả các bạn, thì anh em mình cũng đã nấu cơm xong rồi, cơm canh chín rồi, vâng, thịt kho cũng chín rồi. Thì mình bảo tất cả các bác thợ này rửa tay, ai bắt tu đủ vậy là mau với con mẹ. Mình cũng nói các bác thợ này đi rửa tay để ăn cơm, cũng như mình và Mateo cũng như đôi bạn trẻ này. Ý cái này nuôi nhé, lấy cơm về mọi người nhé. Ăn cơm vay ăn rồi đấy. Các nhà vay cha mẹ vô, đây cơm này các bạn. Cũng cơm Việt Nam này. Nấu bếp củi ấy. Khói nghi ngút. Ui. Cơm Việt Nam nấu bếp củi rất là dẻo. Một tí các bác ăn dính răng ăn không. Đây, mỗi người một đĩa. Thì mình cứ thôi xới vừa vừa để ăn thăm dò đã, xem mà các bác có hợp với các bác đấy không các bạn. Đây cơm Việt Nam này các bạn, đấy, bới này dính này, dẻo. Mình cứ bới thăm dò nè, không biết tí các bác thợ có hợp không. Hôm bên này hay ăn mì mới là phui này, nhưng mà cơm mới là gạo bên này nó không được dẻo. Mà đây là gạo Việt Nam mình các bạn, đây là gạo xuất khẩu Việt Nam mình. Gạo này anh em mình mua là cũng rất là ở trên thành phố đây. Gạo này anh em mình mua trên thành phố nó cũng mắc, mà nó kiểu nó dẻo đây. Người dân bên này không biết có ăn có hợp không. Gạo của người dân bên này thì họ nhập khẩu cái giống gạo nó hơi cứng hơn một chút, thì họ cứ hay nấu mà lát lắm. Anh em mình thấy là cảm thấy ăn là lát, nhưng mà cơm mình nấu thử cơm Việt Nam xem là người dân ăn thế nào nhé các bạn. À vô, bác sẽ tốt được xem đá kìa. Tôi xem là mắc thèm. Ủa xế. À rồi đã. Tiết đã. Đây cắt đi. Đây một chảo thịt luôn. Đây
Ok. Ô, cay. Đây một cháo thịt luôn. Đấy. Ăn hết này đấy. Ông vô xem. Biết ta. Ừ. Ưu tiên là rốt vô xem tiền à. À. Mai cắt ra nhà thích cả kì. Biết ta cua này. Mày. Ừ, cắt ra nhà vay bố cà mai xin gù kì. Barato. Ok nha các bạn thì à, mình à, bây giờ cũng à, đã lấy cơm ra hết tất cả mọi người rồi để à, các bác thợ cũng như tất cả mọi người đều cùng ăn cơm nha các bạn. Đây thịt vẫn còn cũng như cơm anh em mình vẫn còn nha các bạn. Thì à, mình mới mượn em camera mới cũng để cho em ngồi ăn cơm Việt Nam. Ê tiếc đâu, ông bà đã tôi xem là cơm. Mình mới mượn em camera mới thì cũng để cho em ngồi ăn cơm luôn. Còn đây là còn một đĩa nữa là của bà cụ ở trong nhà nha các bạn. Thì tí bà đây ăn xong thì bà sẽ đưa về cho cụ già này. Cụ cũng yếu nên phải đút. Đây. Đút cho cụ. Mình vẫn để đây để mình đậy không? Sợ rồi. Tốt đủ cơm mà. Canh lên mình nè. Canh vẫn còn nha, tí mình mới múc nha các bạn. Để mình quay mà nó cảm phản ứng của mọi người ăn cơm Việt Nam thế nào. Rồi cô mẹ ào là cô mẹ ào rốt Việt Nam bên đà cùi à nào? Cùi à, cô mẹ tao bao? Cùi à, ngon. Ngon không? Ngon. Ngon không cắt thật nhỉ? Ngon. Nhìn đôi bạn trẻ ấy, dùn tủ mô nè. Dạ bà bông. Cơm thịt kho, gạo Việt Nam ấy. Đây, mỗi người có một bát canh ấy các bạn. Vì ở đây là công trình nên là anh em mình cũng không có bàn nên là mọi người ngồi tạm như này thôi. Đây, canh. Đây, có bị cuia à bố? Cuia. Bà đổ vào canh và cơm mà ăn. Cũng như Việt Nam mình cơm canh chút rồi. Như đôi bạn trẻ ấy. Bác thợ ăn này, cả canh luôn. Ta mua đi rồi. Người khen là rất là ngon các bạn. Mọi người có một bát canh nha các bạn. Đây, thịt vẫn còn nhiều lắm, mình thịt vẫn còn, cơm vẫn còn. Thì mọi người ăn hết thì mình lại múc cho này. À cái tên can gì ấy? À, ăn hết thì mình lại múc thịt đấy nha các bạn. Thịt còn, cơm còn, canh thì trong bếp vẫn còn ít. Còn có bà cụ. Mình cũng quên nói với các bạn là mình cũng thổi hai xoong cơm nhé. Ai ăn cơm hết là lại ra lấy cơm nữa nha các bạn. Đây một xoong. Đây xoong nữa. Tiết tam bà, tam bà tiết đây bình. Hai xoong cơm luôn. Vì làm việc mệt này, xây dựng này mệt lắm các bạn. Nên là cứ phải, cái gì cũng phải ăn uống phải nhiều thì mới làm được nha các bạn. À, yêu ai rồi nào. Ăn hết là lại lấy cơm tiếp nha các bạn. Đấy, cơm với thịt, canh cũng còn. Đấy. Đấy, cứ tự nhiên luôn, đúng như phong cách Việt Nam luôn các bạn. Đấy, hết là ra lấy cơm. Thịt thì có cả cháo. Đấy, mình múc cho anh ấy. Múc là anh thì ngại, không múc. Em camera quên. Đấy, có thợ cả. Mỗi người phải. Đĩa mà sơi nhỏ phải mỗi người hai đĩa nha các bạn. Vì bên này họ làm mệt lắm. Ăn uống. À, bây giờ mình hỏi cảm nghĩ của mọi người xem hôm nay ăn. Chắc là lần đầu tiên ăn cơm Việt Nam mình. Xem thế nào, mọi người đang ăn các bạn. Hai anh chị tình cảm chưa? Xấu hổ. Thì sau buổi chiều nha các bạn, thì các bác thợ đã xây được quá dầm cửa rồi này. Đã lên được một hàng nữa này, ăn cơm xong các bạn. Các bác ấy làm này, em Mateo cũng rất nhiệt tình. Okay. Nhiệt tình giúp cắt ra nhà nha các bạn. Nên là cắt ra nhà. Ừ. Săn sao đủ không? Nào. Đã hỏi em mệt không là không quý gì. Anh chị, hai anh chị tình cảm này.
À mẹ bạn đấy là mắt gần khỏi đây nhá các bạn. Là những cái kiểu đáng yêu ấy. Đấy, hai anh chị. Ê, các đàn ơi. Xem đấy anh đỡ chưa hả chị? Ủa xe từ đây anh. Đứng đây. Đứng đây có một tí này bê vào trong được. Còn cả anh cả chị này đứng. Mà theo ra từ đây. Đấy. Lòng dặn nhau đi nhặt gạch ở vào trong này. Vì hôm qua mình mới mua thêm hơn 300 gạch nữa mà xây có 2 ngày lại hết rồi các bạn. Giờ mình cũng chuẩn bị tí để quay về dưới thị trấn mình mua tiếp nữa. Để xem tính xem còn nhiều nữa không. Cái này chắc phải 300 nữa. Và nó vừa ai là nô xê gà? Ở cả đuôi là rồi. Đuôi dù xê cả. À đuôi dù xê cả. Phải tầm các bác thợ và tầm thiếu phải 200 viên nữa các bạn. Ừ. Đây, mấy hôm là đã. Mình mua là hơn 1.000 rồi. Hôm đầu nó mua 1.000 này. 1.300 rồi các bạn, vẫn chưa đủ. Thì cái móng của mình xây kiên cố, rất là chắc. Vì đất nó xoài đấy, mình cũng xong. Sau là mưa nó nhiều mà nó xoáy xuống này. Là cái chân móng nó kém nên mình đào sâu. Và mình cũng xây rất là kiên cố. Có tốn tí cũng được không sao. Nhưng mà sau này nó vợ mình và chẳng hạn anh em mình có về Việt Nam rồi. Nhà là ở vẫn cứ ok. Không lứt, không gãy gì là ô cắt ở nhà này. Ở bên này chửi chết cắt ở nhà này. Bà bố anh chị đây xe gà cắt ra chị cắt ra xe gà gì hai anh chị các bạn đấy một đôi bạn trẻ trời ơi cứ đứng này chuyển gạch thôi ý xấu hổ đấy là ô photo ô tiên photo ô tiên photo ấy cười anh chị già như kiểu đáng yêu các là nhà chỗ đồ nó về nỉ đôi cái số mình bảo là thôi để cho hai anh chị đứng ở ngoài ấy, vừa bê gạch vừa tâm sự ấy. Thì như các bác thợ nói là phải tầm thiếu 200 viên gạch nữa mới đủ các bạn thì bây giờ mình cũng phải về dưới thị trấn mình mua để thuê xe trở lên chiều tối xem lên nơi thì các bác nghĩ là các bác giúp bốc xuống nha các bạn thì như hôm nay là mình đã lên mình cũng quay cho các bạn xem quá trình xây cũng là lên rất là tương đối rồi. Thì mình như ban đầu mình nói là mình cố gắng hết sức mà để nhờ các bác thợ làm giúp mình xây cho mẹ con em ấy nhanh nhất mà như vẫn về chuẩn với là kỹ thuật xây dựng này các bạn thì mình không biết gì về xây dựng nhiều đâu nên tất cả là cũng một phần là nhờ vào các bác thợ nên bây giờ mình cũng phải xuống thị trấn để mua thêm gạch thì video hôm nay mình cũng xin được dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video ý nghĩa hãy cho mình xin một like và chia sẻ đăng ký kênh đồng một đủ video của Sống Châu Phi để ủng hộ mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay cũng giúp đỡ nhiều ngày khăn thì mình núi cho phi nha các bạn. Chào các bạn. Alo á. À con nhà. Ý anh chị nhà anh chị. Ý xời. Các bạn ơi, vẫn là chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn á. Si si. Alleluia. Chào các bạn. Chào các bạn. Alleluia. À cô này khỏi mắt rồi các bạn ơi, là vui cười nó có nhà mới là coi là mắt lại sáng thêm dạng lên. Muốn chụp vui gì được. Chào các bạn nhé, anh em mình đi bây giờ đi mua gạch.